Xin chào mọi người đã đến với kênh hướng dẫn của mình. Hôm nay mình tiếp tục với series làm về hướng dẫn sử dụng máy tính cơ bản và cũng có thể giúp cho mọi người trong công việc được. Thì hôm nay tiếp tục là mình sẽ làm video về cách thay đổi địa chỉ IP cho máy tính và mình sử dụng Windows 10. Thì chúng ta bắt đầu vào cách thay đổi địa chỉ IP. Thì ở Windows 10 để thay IP ấy, các bạn vào đây. Các bạn kích chuột phải vào biểu tượng mạng này. Ở đây cũng có thể là biểu tượng của cái khi mà chúng ta cắm dây nhá. Còn đây mình dùng wifi thì mình kích vào biểu tượng wifi này. Chọn Open Network Internet Setting này. Ở đây mình dùng Win 10 Pro nhá. Win 10 bản Home nó cũng tương tự thôi. Các bạn kích vào mục Ethernet. Chọn Change Adapter Option. Đấy, thì các bạn sử dụng cổng mạng nào thì các bạn chỉnh ở đó. Ví dụ bạn muốn sử dụng ở Ethernet này cắm dây ấy, thì bạn chỉnh ở đây. Còn đây mình dùng Wi-Fi thì mình chỉnh ở Wi-Fi. Thì để chỉnh thì các bạn kích đúp vào thôi. Các bạn kích vào mục Property. Các bạn kích vào mục Internet Pro Vision 4 này. Nhưng mà để trước khi chỉnh ấy, thì các bạn phải xem là cái địa chỉ IP của mình là gì đã để mình chỉnh nó mới đúng được. Ví dụ mình xem ở đây. Đó, cái giải IP của mình là dùng Wi-Fi ấy, thì nó là 192.168.0.102. Còn nếu mà dùng modem hay là một con Ditec hay là Cisco ấy thì nó có thể là 192.168.1. Và địa chỉ của chúng ta cũng có thể là giải địa chỉ này được chỉnh do bạn IT chỉnh chẳng hạn. Ở đây thì mình sẽ là 192.168.0.102. Ok. Và cái subnet mask của nó và cái subnet mask đây nhá. Và cái default gateway ấy là cái này. Thường sẽ là số 1 đằng sau thôi. Ok, mình chỉnh nhá. Và property này. Các bạn có thể kích đúp vào đây cũng được luôn này, kích đúp vào nhá, kích đúp vào. Đó. Mặc định nó sẽ thế này này, nhưng mà mình chỉnh DLS rồi thì nó sẽ thế. Các bạn chọn là dòng thứ hai. Để điều chỉnh IP. Đó. Bây giờ các bạn nhập là 192.168.0. Cái địa chỉ mà bạn muốn đặt. Ví dụ các bạn muốn đặt cái máy này là địa chỉ là 104 chẳng hạn. Hoặc là các bạn muốn dùng cái máy này để cài cho cái máy in, máy scan in ấy, thì các bạn để cao lên một tí là 220 chẳng hạn. Và các bạn cài cho cái máy scan thì như này nó sẽ không bị trùng. Để thấp rất dễ bị trùng nha. Các bạn kích chuột xuống cái dòng Smart Mark phát là nó tự nhận luôn này. Để default gateway thì thường sẽ là 192.168.0.1. Hầu như vậy thôi. Vậy chúng ta vừa xem đó. Các bạn có thể đặt DLS luôn thì nó cũng được. Có thể DLS Google thường mọi người hay sử dụng bây giờ là 8888 8844. DLS Google rất là ổn định. Các bạn nhấn OK. OK. Đó. Đôi khi chúng ta phải đặt địa chỉ cho IP cho cái máy tính để cài đặt này. Ví dụ như cài đặt scan, cài đặt scan để nó nhảy vào cái máy đấy ấy. Chúng ta phải đặt địa chỉ IP tĩnh. Nói chung là cũng có rất nhiều trường hợp chúng ta để quản lý IP, để kết nối mạng LAN. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong cho 10 người cách thay đổi địa chỉ IP cho máy tính Windows 10. Ở đó Windows 7 thì cũng tương tự thôi. Có thể là mình sẽ làm một video về Windows 7 cho mọi người xem. Và mọi người cho mình xin một nút like nha, một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ ủng hộ mình. Xin cảm ơn mọi người, xin chào mọi người và hẹn gặp lại.